ngày 26 tháng 9, Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo quận với bí thư chi bộ khu phố trong việc tổ chức thực hiện sắp xếp khu phố trên địa bàn quận. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân Lê Thị Ngọc Dung cho biết, trước sắp xếp khu phố, quận có 130 khu phố và 1.669 tổ dân phố. Sau khi sắp xếp sẽ có 367 khu phố, không còn tổ dân phố. Khu phố sau khi sắp xếp sẽ có 5 chức danh gồm bí thư, trưởng khu phố, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ, bí thư chi đoàn thanh niên được hưởng phụ cấp từ ngân sách. Ngoài 5 chức danh trên, Ủy ban Nhân dân quận yêu cầu Ủy ban Nhân dân 10 phường có phương án với 5 chức danh được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng từ đoàn phí, hội phí, hỗ trợ kinh phí hoạt động và từ các nguồn quỹ khác nếu có, phù hợp với tình hình thực tiễn, cụ thể, chi hội trưởng cựu chiến binh, chi hội trưởng nông dân, chi hội trưởng người cao tuổi, chi hội trưởng chữ thập đỏ, chi hội trưởng khuyến học,